Vâng, hôm nay em Quỳnh lại giới thiệu cho các bác con Mazda nhá, 323 loanh quanh chỉ có 55 triệu đồng thôi. Rất là rẻ cho các bác về tập lái này, đi gia đình gọi là đưa con đi học, đi câu cá nhá, bỏ ra cửa tiền có 55 triệu thì thay cái xe máy Amalet cho các bác nhá. Lốp láp của em là mới cả dàn luôn này. Đăng kiểm dài nhá, đăng kiểm còn tận đến sang năm cơ. Nói thật các bác là máy con này vừa làm lại máy, vừa gọi là trang bị sơn si lại rồi nhá. Vô lăng này. Màn hình ca lùi đầy đủ hết cho các bác, còn rất nhìn rất là cứng xe nhá. Trần này rất là sạch sẽ. Thế sạch sẽ rồi, bỏ ra cửa tiền chỉ có vài chục triệu thì nói chung là mình để đi tập lái thôi, đi câu cá hoặc là đi loanh quanh, đi công trường công chiếc gì đấy thì là nó phù hợp. Tất cả cái cửa tiền này nó gọi là anh em tập lái đi về phục vụ mình gia đình, máy đổ còi kêu nhá, máy thì vừa làm lại rồi nên là rất là cực kỳ là ngon, bền bỉ. Dòng Mazda này cực kỳ là tiết kiệm nhá, đăng kiểm thì tận sang năm cơ. Bác nào mà thiện chí muốn về tập lái hoặc là để cho vợ đi đưa con đi học nhá, tránh mưa tránh nắng thay xe máy Avalet thôi, thì liên hệ với số điện thoại em là 0966 862 666. Em Quỳnh ô tô cũ Yên Bái, tư vấn tất cả các dòng xe từ 4 chỗ đến 16 chỗ các bác nha.